Thưa quý vị và các bạn, với hơn 12 năm dày công sưu tầm và nghiên cứu những tư liệu tinh hoa về các môn võ cổ truyền của dân tộc, võ sư Phạm Đình Phong đã chính thức giới thiệu đến công chúng quan tâm tập sách mang tên Lịch sử võ học Việt Nam. Với công trình nhiều tâm huyết này, ông cũng đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là người đầu tiên viết lịch sử võ học Việt Nam và nhận bằng tiến sĩ của Đại học Kỷ lục Thế giới. Diễn ra tại phòng hội nghị khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo các quan khách và giới võ học đã đến chúc mừng cho võ sư Phạm Đình Phong với các chứng nhận và bằng cấp đạt cho công trình nghiên cứu của mình. Tập sách Lịch sử võ học Việt Nam của ông xuất bản lần đầu vào năm 2012. Đến lần tái bản này, võ sư Phạm Đình Phong mới chính thức được ghi nhận kỷ lục với tư cách là người đầu tiên viết lịch sử võ học Việt Nam. Đồng thời, ông cũng đón nhận bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Kỷ lục Thế giới WRU. Võ sư Phạm Đình Phong sinh năm 1952 tại Bình Định. Ông hiện là Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban nghiên cứu khoa học Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Vì nặng lòng với di sản tinh hoa võ học từ ngàn năm của dân tộc Việt Nam, năm 2001, ông đã bắt đầu dấn thân vào con đường tìm về cội nguồn của võ học cổ truyền. Lịch sử võ học của dân tộc Việt Nam chúng ta là hết sức vĩ đại và hết sức là to lớn. Và nó xuyên suốt từ coi như thời lập quốc cho đến nay. Và chúng ta có một cái hệ thống võ học hoàn chỉnh từ võ lý, võ lễ đến võ đạo, võ thuật, võ kinh, võ cử, võ trận đến võ y, võ nhạc, võ miếu vân vân và vân vân mà nhiều nước trên thế giới không có. Nhưng có một cái điều rất đáng tiếc là để trong một thời gian quá dài, gần 40 năm từ sau ngày giải phóng và thống nhất đất nước đến nay thì các bộ ngành hữu quan không quan tâm và coi như là không chăm lo và không có một cái động thái gì để mà tiến hành nghiên cứu, đúc kết, bảo tồn để gìn giữ và để quảng bá ra toàn thế giới như là các nước khác. Lịch sử võ học cổ truyền gồm 2 chương với hơn 80 tiểu mục, là một cuộc giới thiệu các chặng đường võ thuật Việt Nam từ thời lập quốc của nhà nước Văn Lang đến nay. Trong đó còn bao gồm các giai đoạn phát triển, các mốc son, sự kiện lịch sử oai hùng của nền võ học dân tộc. Sách còn nghiên cứu về các bậc tổ nghiệp, tiên đế, anh hùng dân tộc, đại võ công, các di tích, dùng đất võ, danh nhân võ học. Cái điều đặc biệt lớn nhất mà tôi kỳ vọng đó là chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Giáo dục Đào tạo là làm thế nào để mà quan tâm lãnh đạo và phải có bảo tồn, phải có gìn giữ và phải đưa cái võ dân tộc này trở thành di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Thứ hai nữa là phải đưa cái võ dân tộc này vào dạy trong trường học. Thì hai cái vấn đề đó mà nếu chúng ta làm không được thì chúng tôi nghĩ vài năm nữa là cái võ của dân tộc chúng ta sẽ bị biến mất. Được biết, võ sư Phạm Đình Phong đang tiến hành dịch sách ra 2 thứ tiếng Anh và Pháp, dự kiến xuất bản vào cuối năm 2013 để đẩy mạnh việc phát hành sách ra thế giới. Tại buổi ra mắt sách Lịch sử võ học Việt Nam, tác giả cho biết toàn bộ số tiền thu được từ cuốn sách sẽ dùng ủng hộ cho quỹ hỗ trợ tài năng võ Việt, chia sẻ cho những gia đình võ sư, võ sĩ gặp khó khăn trong cuộc sống.